Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Sáng nay tiếp tục sư sẽ chia sẻ tiếp theo về trong 37 phẩm chợ đạo. Sáng nay thì sư sẽ chia sẻ về bốn cái pháp rất là cần thiết để chúng ta tu tập về cái phương pháp tứ niệm xứ. Thì trước khi sư chia sẻ về cái bài pháp này, thì sư cũng xin nhắc nhở sơ lược về cái cách chúng ta tu tập cho nó được đúng đắn. Thì chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, khi mà chúng ta hành thiền hay là trong lúc chúng ta đi thiền hành, thì chúng ta phải nhớ một điều rằng chúng ta tu tập chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta theo dõi và chúng ta quan sát những gì đang xảy ra. Chúng ta không có sự mong cầu tìm kiếm cái gì cả, và chúng ta cũng không có bất mãn cái gì cả. Tức là những gì xảy đến thì chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta theo dõi một cách khách quan, hết sức là thoải mái. Khi chúng ta có thái độ đúng như vậy đó, thì những cái hiện tượng nào, bất cứ đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm và sự định tâm. Và khi chúng ta có thái độ đúng như vậy đó, thì nó tạo ra cái tâm chúng ta có sự bình yên và tĩnh lặng. Nhờ có thái độ đúng nên tâm chúng ta có sự bình yên tĩnh lặng đó, và nhờ có sự bình yên tĩnh lặng rồi trí tuệ nó sẽ phát sanh, nó sẽ có sự hiểu biết. Thì người cư sĩ chúng ta hành thiền đó, trong lúc mà chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy rằng đầu chúng ta nó bị căng thẳng, tim chúng ta bắt đầu nó đập mạnh, hay là ngực chúng ta bị tức, và chúng ta thấy nó có nhiều cái sự bức xúc, thì trong lúc đó chúng ta phải kiểm tra thái độ. Chúng ta kiểm tra tư thế mình ngồi, coi có ưỡn ngực lắm hay không, tức là chúng ta gượng hay là chúng ta ưỡn đó, thì nó tạo ra cái sự căng thẳng. Hoặc là chúng ta ngồi không có được thoải mái đó, chúng ta ngồi lưng thẳng nhưng mà chúng ta không có ưỡn, hay là chúng ta không có gồng. Nếu mà chúng ta gồng chúng ta ưỡn đó, tức là không còn có sự tự nhiên nữa, thì cơ thể chúng ta bắt đầu nó thay đổi, nó sẽ có những cái hiện tượng nó làm chúng ta mệt mỏi. Để khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy đầu chúng ta nó bị căng thẳng, chúng ta cảm thấy tâm mình nó bức xúc, thì chúng ta phải kiểm tra tâm. Khi có những cái hiện tượng mà đầu chúng ta bị căng thẳng hay chúng ta bị mệt mỏi bức xúc đó, một là do chúng ta chú tâm nhiều quá vào đối tượng, thứ hai là do chúng ta bất mãn đối với đối tượng, chúng ta có sự bức xúc, chúng ta cảm thấy sân hận, chúng ta cảm thấy chán chường đối với đối tượng, thì như vậy nó cũng tạo ra cái sự căng thẳng. Tại khi mà chúng ta khởi cái tâm sân á, thì nó tạo ra cái sự bức xúc, nó làm cho cái đầu chúng ta nó bị căng. Thì đây, khi mà chúng ta bị căng thẳng hay là chúng ta thấy rằng á, cơ thể chúng ta không ổn định, thì cái đó chúng ta phải kiểm tra cái thái độ tâm. Nếu mà chúng ta chú tâm nhiều quá đó, thì chúng ta phải hết sức là thư giãn cái tâm mình, và chúng ta phải tác ý trong tâm rằng tất cả đối tượng nó đến và nó ra đi, không có gì quan trọng cả. Nếu mà chúng ta chỉ chú vào đối tượng nhiều quá đó, thì nó tạo ra sự căng thẳng và nó làm cái tâm chúng ta bị đơ, và chúng ta không còn biết những gì xung quanh cả. Để tu thiền quán đó là chúng ta phát huy chánh niệm, và để cho chánh niệm chúng ta sắc bén và chúng ta biết được nhiều đối tượng. Tu thiền quán không phải là chúng ta chỉ biết một đối tượng duy nhất. Còn chúng ta tu thiền định đó, thì chúng ta chỉ an trú vào một cái đối tượng duy nhất thôi,
xung quanh những đối tượng khác có xảy ra đó, thì chúng ta cũng không hay biết. Để chúng ta tập trung cao độ, chúng ta chứng thiền. Còn chúng ta tu thiền Vipassana đó là chúng ta quan sát nhiều đối tượng. Chúng ta biết nhiều đối tượng thì cái chánh niệm chúng ta càng sắc bén. Thì đây đó, chúng ta tu thiền quán mà chúng ta tập trung cao độ đó, làm cái tâm chúng ta nó bị đơ đó, thì lâu ngày nó sẽ tạo ra những cái vấn đề không tốt. Có thể là chúng ta bị căng thẳng, chúng ta bị mất ngủ, và nó làm cho cái cơ thể chúng ta bị đau đớn. Và chúng ta chú tâm như vậy đó, thì chúng ta tu chúng ta không có sự bình an, không có sự an lạc. Đó là cái vấn đề thứ nhất xin muốn chia sẻ cho các Phật tử chúng ta hiểu. Khi nào mà chúng ta bị căng thẳng là chúng ta kiểm tra thái độ tâm mình, coi mình có chú tâm quá hay không. Nếu mà chú tâm quá thì chúng ta tác ý trong tâm, chúng ta buông ra và chúng ta hết sức là thư giãn thoải mái. Còn nếu mà chúng ta là cái người hành giả chánh niệm có sắc bén là chúng ta sẽ thấy được cái sự hướng tâm và cái sự chú tâm đó. Xưa kia sư mới hành thiền cũng vậy, sư chưa có hiểu về cái phương pháp thái độ chân chánh đó, thì sư tu và sư cứ chú vào đối tượng và cứ mong tìm cái sự sanh diệt của đối tượng, hay là muốn tìm cái này cái kia, mình chú đó mình tìm đó, cái đó là cái bản chất của tâm tham mà. Là do cái sự chú tâm nhiều quá, sau này nó tạo ra cái sự căng thẳng, làm cho mất ngủ. Rồi tôi một thời gian sẽ mới phát hiện ra là do mình chú tâm nhiều quá. Thì khi mà chúng ta tập thành thói quen chúng ta chú tâm nhiều quá đó, khi mà có đối tượng vừa xuất hiện là chúng ta lại hướng tới đối tượng, chúng ta chú vô đó, thì chúng ta không còn biết những gì xung quanh hết. Thì cái tâm chúng ta nó bị đơ và chúng ta không có thể quan sát liên tục. Và chúng ta bị căng thẳng như vậy, chúng ta đi về vào trường thiền, chúng ta ở khoảng 3 tháng. Thì như vậy chúng ta tu không được. Và chúng ta bị căng thẳng có thể ảnh hưởng tới thần kinh, rồi chúng ta mất ngủ. Nên chúng ta tu như vậy rồi cái thái độ chúng ta nó đã sai. Nên ở đây sư nghĩ rằng nếu mà người cư sĩ nào chúng ta vấp phải những trường hợp này đó, thì chúng ta cố gắng để chúng ta chỉnh sửa lại. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Khi mà chúng ta bị căng thẳng là do chúng ta có sự chú tâm quá nhiều. Chúng ta quá dùng quá nhiều năng lượng làm cho chúng ta mệt mỏi. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta bị căng thẳng hay là chúng ta mệt mỏi đó, tức là chúng ta không có chấp nhận đối tượng, chúng ta bực mình đối với đối tượng, chúng ta cảm thấy phiền tối với đối tượng. Thì chúng ta tu thiền quán chúng ta mới hiểu tất cả đối tượng đều giúp cho chúng ta quan sát. Tại sao chúng ta lại thích đối tượng này, chúng ta ghét bỏ đối tượng kia. Như vậy tức là chúng ta không có thái độ đúng đắn. Khi mà chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ đó, chúng ta đã là cái người đó chuyên sâu, thì chúng ta thấy rằng đối tượng nào nó cũng giống nhau thôi, chứ không có đối tượng này tốt, đối tượng kia xấu. Chúng ta cho rằng cái đối tượng này tốt là hợp với cái tâm tham của chúng ta cho là tốt. Cái đối tượng kia chúng ta bực bội, chúng ta khởi tâm sân, chúng ta cho đối tượng đó là xấu. Khi chúng ta tu tập có thái độ đúng thì do dù đối tượng nào cũng là hiện tượng để giúp cho chúng ta phát triển chánh niệm và giúp cho ta trải nghiệm có sự hiểu biết. Cho nên khi nào các vị mà bị căng thẳng, các vị cảm thấy mệt mỏi, bất an là chúng ta phải xem xét lại cái thái độ mình có đúng hay không. Và khi chúng ta bất mãn với đối tượng là chúng ta cảm là nó tạo ra cái sự bất an. Giờ sư cho một cái ví dụ. Nếu như người cư sĩ chúng ta mà gặp cái người nào mà chúng ta không có quan hệ với họ, chúng ta nhìn họ bằng cái thái độ tâm sân, thì cái tâm sân đó nó tạo ra cái sự căng thẳng. Đầu chúng ta căng thẳng và tim chúng ta đập mạnh và cơ thể chúng ta cảm thấy khó chịu. Còn khi chúng ta nhìn cái người đó mà chúng ta không có bực mình, không có khó chịu đó, thì chúng ta nhìn cách tự nhiên nó không có tạo ra sự căng thẳng.
Nên ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng đó, cái cơ thể chúng ta có những lúc có những cái hiện tượng không tốt đó, là cũng có thể là do tâm chúng ta đó. Nó không có đúng đắn. Tại thân và tâm của chúng ta nó có sự liên hệ với nhau và nó tác động lẫn nhau. Khi các vị mà khởi tâm sân, các vị bực mình đó, chúng ta đang sống với tâm sân đó, thì cái tâm sân đó sẽ tác động đến cái thân của mình. Đầu chúng ta có thể căng thẳng, tim chúng ta có thể đập mạnh và chúng ta đi đó, đi một cách thô kịch. Mặt chúng ta nhìn rất là dữ. Đó là do cái tâm sân nó tác động làm cái cơ thể chúng ta mệt mỏi. Nên khi chúng ta có tu tập tứ niệm xứ là chúng ta sẽ thấy được cái sự tác động của thân tâm. Khi mà tâm sân sanh khởi, chúng ta quan sát tâm sân, chúng ta thấy cái sự bức xúc của tâm sân và nó tác động với thân thể chúng ta mệt mỏi như thế nào, căng thẳng như thế nào. Nên chúng ta tu, chúng ta phải nhận diện được cái bản chất của phiền não. Rồi khi mà chúng ta đó khởi cái tâm tham sanh khởi thì chúng ta thấy rằng khi tâm tham sanh khởi nó tác động tới cái thân chúng ta khác. Chẳng hạn khi mà cái tâm tham sanh khởi, chúng ta thích thú cái này hay là chúng ta thích thú cái kia, hay là chúng ta trang điểm, hay chúng ta lo cho cái thân của chúng ta đó, trong lúc mà chúng ta sống bằng cái tâm tham thì chúng ta thấy rằng cái cách, cái điệu bộ cử chỉ chúng ta nó cũng khác. Khi tâm tham sanh khởi thì cái tướng đi chúng ta nó lại nhẹ nhàng hơn, nó không có thô kịch giống như tâm sân. Khi mà chúng ta đó khởi cái tâm tham, chúng ta nghĩ tới me cái là cái trong cái miệng chúng ta cái nước bọt nó sẽ tiết ra, thì chúng ta thấy rằng cái tâm nó tác động đến cái thân chúng ta rất là nhiều. Và khi mà chúng ta đã khởi cái tâm si, có những lúc mà chúng ta ngớ ngẩn, chúng ta ngu ngu, chúng ta không biết gì, chúng ta đi chúng ta cũng không biết mình đang đi nữa, thì chúng ta thấy có những người họ thơ thẳng đó, chúng ta nói gì họ cũng không nghe đó, trong lúc mà tâm họ đang sống cái tâm si phóng túng đó, thì chúng ta thấy rằng nó tác động tới cái thân của người đó, cái cách đi và cái cách nhìn cũng vậy, giống như con người mất trí vậy. Còn khi mà chúng ta sống với tâm thiện, với chánh niệm đó, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có sự bình yên, chúng ta có sự tĩnh lặng đó, thì cái đi chúng ta khác và cái lời nói chúng ta cũng khác và cái tư tưởng chúng ta cũng khác, tức là nó tâm nó sẽ điều xử về cái thân của chúng ta. Đây khi nào mà tham sân si sanh khởi đó thì nó điều xử cái thân chúng ta mệt mỏi. Và khi chúng ta có làm hay là nói hay là suy nghĩ đều đưa đến khổ mình khổ người, đó là cái bản chất tâm bất thiện. Còn khi chúng ta sống với tâm thiện, tâm vô tham vô sân, có trí tuệ đó, thì cái lời nói hành động hay tư tưởng chúng ta đó đều tốt đẹp cả, đưa đến lợi mình lợi người. Và khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận thức được thiện ác, đúng sai và cách hành xử chúng ta cũng tốt đẹp. Nên chúng ta thấy rằng đó, mỗi khi mà những cái thân thể chúng ta nó có những cái sự đau đớn hay là căng thẳng đó, nó phải có nguyên nhân. Nên khi nào người cư sĩ chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy chúng ta bị căng thẳng, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy bức xúc, thì chúng ta kiểm tra cái thân mình đang ngồi với tư thế như thế nào, và chúng ta phải điều chỉnh cái tư thế mình lại, và chúng ta phải kiểm tra cái thái độ tâm mình trong lúc đó, mình có bức xúc, khó chịu với đối tượng hay không. Và khi có là chúng ta phải chỉnh sửa cái thái độ của chúng ta lại, chúng ta phải chấp nhận, chúng ta tác ý trong tâm rằng mỗi hiện tượng đến đều giúp cho ta để quan sát và học hỏi. Và chúng ta không có phản ứng với đối tượng nữa, chúng ta không có bất mãn đối tượng nữa, thì tâm chúng ta cái đó nó chấp nhận và nó có sự bình an trở lại. Nên khi mà các vị bị đau hay là bị căng thẳng đó, thì các vị kiểu quan sát với thái độ đúng đắn, một cách thư giãn thoải mái đó, thì cái cơn đau nó sẽ dịu xuống và tâm mình trở nên nó mát mẻ trở lại. Tại chúng ta tu thiền tứ niệm xứ là cái tâm chúng ta nó phải bình yên và có sự mát mẻ. Và chúng ta ngồi trong một thời thiền như vậy đó, cái sự bình an nó rất là nhiều. Như vậy chúng ta tu mới đúng. Còn chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy chúng ta bị mệt mỏi, căng thẳng,
tâm chúng ta cảm thấy bức xúc, bất an thì chúng ta tu nó đã sai rồi. Nên chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh cái thái độ chúng ta phải đúng đắn. Khi nào các vị có thái độ đúng đắn thì nó sẽ tạo ra cái sự bình yên. Khi nào các vị có thái độ đúng đắn thì các vị sẽ chấp nhận mọi hiện tượng xảy ra. Và khi nào các vị có thái độ đúng đắn thì các vị sẽ có sự hiểu biết. Đó là sự nhắc nhở buổi sáng cho các Phật tử chúng ta, cư sĩ chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy cái pháp hành chúng ta nó chưa đúng đắn thì chúng ta nên điều chỉnh lại. Thì bây giờ sư sẽ chia sẻ tiếp theo về 37 phẩm chờ đạo. Tại vì chúng ta tu tướng niệm xứ có những cái pháp để hỗ trợ cho tướng niệm xứ, chúng ta tu tập chúng ta mới tiến được. Thì ngày hôm qua sư có trình bày về cái tứ chánh cần, tức là bốn cái sự tinh tấn chân chánh. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ chúng ta cũng phải cần bốn cái sự siêng năng này. Chứ giờ chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta không có sự siêng năng chánh đáng thì cái chánh niệm chúng ta nó không có thể liên tục được, và tâm chúng ta không có sự định tĩnh được, và chúng ta không thể nào phát triển được những cái sự hiểu biết được. Bây giờ chúng ta phải hiểu được tứ chánh cần, tức là chúng ta siêng năng, tinh tấn để phòng hộ bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta đừng để cho phát sanh. Vậy khi chúng ta tu á, thì chúng ta là người tu tập tứ niệm xứ, chúng ta muốn cho chánh niệm mình nó được thuần tí, nó được liên tục á, thì chúng ta phải có sự siêng năng. Thì khi chúng ta siêng năng như vậy đó, chúng ta liên tục chánh niệm như vậy đó, thì những bất thiện chưa sanh nó không thể sanh được. Còn bây giờ chúng ta tu, chúng ta không có sự siêng năng, chúng ta vui thì chúng ta chánh niệm, chúng ta buồn chúng ta không chánh niệm. Có lúc thì chúng ta nhớ chánh niệm, có lúc thì chúng ta quên chánh niệm. Như vậy chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Và khi chúng ta dễ vui thì bất thiện nó sẽ phát sanh. Các vị mà không chánh niệm thì khi đó bắt đầu các vị sẽ nhớ tưởng về công việc ở nhà hay là gia đình, chúng ta bị chi phối những công việc khác. Thì như vậy chánh niệm chúng ta đâu có thể liên tục đâu. Thì bất thiện nó sanh khởi thì nó làm cho chúng ta dao động, chúng ta chán nản, chúng ta bất mãn, rồi chúng ta không có thể hành thiền được. Thì cái sự tinh tấn trong tứ chánh cần là Đức Phật dạy chúng ta phải siêng năng tinh tấn để mà phòng hộ những bất thiện nào chưa sanh, chúng ta đừng để cho phát sanh. Thì những cái pháp này tức là hỗ trợ cho tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta siêng năng tinh tấn liên tục như vậy đó, thì có những lúc chúng ta cũng bị phóng túng, chúng ta dễ vui. Thì khi mà chúng ta dễ vui, chúng ta bị phóng túng á, chúng ta thất niệm đó, thì đây Đức Phật dạy chúng ta phải có sự tinh tấn, siêng năng tinh tấn để đoạn trừ bất thiện pháp đang sanh. Chứ giờ chúng ta tu tập, chúng ta thất niệm tâm sân đang sanh khởi, hay là tâm tham đang sanh khởi, hay là chúng ta phóng túng, chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện kia, và chúng ta không có siêng năng để chúng ta chánh niệm, chúng ta lấy đà chánh niệm lại, là chúng ta cứ đi theo, chúng ta suy diễn trong cái bất thiện pháp. Thì chúng ta cứ suy diễn cho bất thiện pháp, là cái thiện pháp nó mạnh đó, thì nó làm cho niệm chúng ta yếu đi và chúng ta khó mà chánh niệm được. Nên bây giờ chúng ta phải có sự siêng năng, khi nào thất niệm là phải siêng năng tinh tấn, phải lấy đà chánh niệm lại. Chúng ta tu tập phải siêng năng như vậy đó, thì cái pháp hành chúng ta nó mới tiến triển tốt đó. Chúng ta muốn rằng cái chánh niệm chúng ta được thuần tí, được liên tục. Chúng ta muốn trở thành cái thói quen trong cái chánh niệm của mình, hay là trở thành automatic đó, thì chúng ta phải có sự siêng năng. Đó là cái sự tinh tấn thứ hai. Tức là khi nào chúng ta thất niệm mà chúng ta phóng túng là chúng ta nhớ chánh niệm lại. Chúng ta quan sát, có tham sanh khởi là chúng ta quan sát tham, hay có suy nghĩ chúng ta quan sát suy nghĩ, có tâm sân là chúng ta quan sát tâm sân. Chúng ta quan sát, chúng ta không có dễ vui, không có chạy theo nó. Nghĩa đó là chúng ta lấy đà chánh niệm lại thì bất thiện nó sẽ bị đoạn tận. Thì cái sự tu tập của chúng ta đó như thế nào? Sư sẽ cho các vị một ví dụ, giống như cái chảo mà chúng ta bắt lên cái, để lên cái bếp lò đó, mà lửa cháy mạnh
Và cái chảo nóng, khi mà mỗi cái giọt nước mà nhỏ vào cái chảo thì cái giọt nước nó sẽ tan biến liền. Cái chảo mà đang nóng, chúng ta nhỏ cái giọt nước vô, nó kêu cái xèo, cái giọt nước nó sẽ tan biến. Như thế nào cũng vậy, chúng ta có sự siêng năng đó, tinh tấn như vậy, vừa phiền não vừa xuất hiện là chúng ta quan sát là phiền não mất liền. Tại chánh niệm và định của chúng ta nó mạnh, nó vững, nên phiền não đó là chúng ta quan sát, chúng ta hiểu là nó biến mất. Và bây giờ chúng ta thiếu cái sự tinh tấn, thiếu cái sự siêng năng, chúng ta sống dễ vui, để cho tham sân si nó đầy dẫy, chúng ta không có chịu chánh niệm. Khi đó tham nó sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi, nó quá mạnh đi, mà niệm chúng ta yếu, chúng ta nhìn nó một cái là nó, cái niệm chúng ta nó yếu rồi, nó cũng dẫn chúng ta đi. Thì chúng ta tu tập đó, chúng ta phải cần hiểu. Nên tứ chánh cần đó là chúng ta thấy rất là quan trọng để hỗ trợ cho tứ niệm xứ. Rồi cái pháp thứ ba trong cái sự tinh tấn đó, tức là Đức Phật dạy rằng những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta phải tu tập phát triển cho có. Chúng ta thấy niệm chúng ta còn yếu quá, chúng ta phải phát triển cho nó mạnh. Định chúng ta còn chưa vững, định chúng ta chưa vững thì chúng ta phát triển cho nó được vững, cho nó được định tĩnh. Hoặc là cái sự hiểu biết chúng ta chưa có thì chúng ta phải phát triển cho cái sự hiểu biết mình nó có. Đó là cái sự tinh tấn thứ ba. Rồi lên đó Đức Phật dạy cái sự tinh tấn thứ tư đó, tức là chúng ta siêng năng tinh tấn để chúng ta gìn giữ những thiện pháp mà chúng ta có được rồi đó. Chẳng hạn các vị tu mà các vị giới được trong sạch, các vị giữ gìn tốt, định các vị được vững, và chánh niệm các vị nó có sự thuần tí và nó ít có thắc niệm, hay là cái sự hiểu biết của các vị nó đang có mặt, thì chúng ta phải duy trì những cái định tâm, cái chánh niệm, cái sự hiểu biết này. Chứ giờ chúng ta tu được kinh nghiệm chút chút, là chúng ta có sự định tâm, là chúng ta có sự chánh niệm, cái chúng ta về, cái chúng ta lại không có tiếp tục duy trì, chúng ta sống trong đời sống dễ vui, tức là chúng ta không biết gìn giữ thiện pháp. Tại cái thiện pháp là chúng ta đó, huân tập chúng ta gầy dựng nó rất là khó. Bây giờ chúng ta có được rồi, chúng ta lại dễ vui, chúng ta không có biết để duy trì. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta đến đây, chúng ta hành thiền, chúng ta có cái đà chánh niệm tốt, chúng ta có định tâm tốt, chúng ta có sự hiểu biết tốt, nhưng chúng ta về nhà cái chúng ta không hành thiền nữa, tức là chúng ta dễ vui. Thì giờ chúng ta đó, đến đây hành thiền, chúng ta có chánh niệm tốt, có định tốt, có sự hiểu biết, thì giờ chúng ta phải biết duy trì, duy trì để cho nó tồn tại mà nó không mất đi. Để đây Đức Phật mới dạy rằng đó, để cái sự tinh tấn thứ tư đó, tức là những thiện pháp nào có rồi là chúng ta phải biết gìn giữ và chúng ta phát triển cho nó được sung mãn. Tức là chúng ta tu đó, chúng ta đừng nghĩ là như đó là đủ. Chẳng hạn như giờ sư là một vị tu sĩ, cái mục tiêu của sư tu là để đạt đến Niết Bàn. Rồi sư tu thiền á, thì sư phải giữ giới rồi phải hành thiền, có định và có tuệ. Ví dụ sư có giới và có định, rồi cũng có tuệ, rồi tuệ cũng mới hiểu được chút chút thôi. Rồi cái đó sư cảm thấy như đó đủ rồi, không thèm tu nữa. Thì như vậy thì sư đâu có đạt đến cái mục tiêu của sư được. Hiện nay Đức Phật dạy đó, tức là những thiện pháp nào có rồi chúng ta biết gìn giữ mà chúng ta còn phát triển cho nó được sung mãn. Chẳng hạn chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, chúng ta đạt được cái tùng tuệ đầu tiên, phân biệt danh và sắc. Không phải là chúng ta đứng ở đó mà chúng ta tiếp tục để chúng ta tu, để chúng ta đạt đến tùng tuệ thứ hai là chúng ta phân biệt. Chúng ta phân biệt được nhân duyên, chúng ta nhận định được nhân duyên, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta tu tiếp để chúng ta quan sát, chúng ta thẩm sát được tâm tướng, đó là vô thường khổ vô ngã. Tức là chúng ta cứ tiến triển, khi nào chúng ta đạt đến Niết Bàn thì thôi. Đó thì cái sự tinh tấn đó, trong tứ chánh cần chúng ta thấy rất là quan trọng. Nên Đức Phật dạy rằng chúng ta có bốn cái sự tinh tấn chính đáng. Đó là bất thiện nào chưa sanh chúng ta tinh tấn phòng hộ, đừng để cho nó phát sanh. Cái sự tinh tấn thứ hai đó, tức là chúng ta siêng năng tinh tấn những bất thiện pháp nào đã sanh hay là đang sanh thì chúng ta phải tinh tấn chúng ta diệt trừ. Đó là cái sự tinh tấn thứ hai. Cái sự tinh tấn thứ ba là Đức Phật dạy chúng ta phải siêng năng tinh tấn những thiện pháp nào chưa có, chúng ta phải tu tập phát triển cho nó có.
Đó là cái sự tinh tấn thứ ba. Và cái sự tinh tấn thứ tư đó, Đức Phật dạy rằng chúng ta phải siêng năng tinh tấn những thiện pháp nào có rồi, chúng ta phải biết gìn giữ và chúng ta phát triển làm cho nó sung mãn. Chứ giờ các vị tu tới niệm xứ mà các vị không có bốn cái yếu tố này, sao các vị có thể phát triển đạt đến những cái sự hiểu biết đi sâu vào tâm linh được? Và hôm nay tiếp tục sư sẽ trình bày chia sẻ trong 37 phẩm trợ đạo tiếp, cũng là hỗ trợ trong cái vấn đề tu tập tứ niệm xứ. Thì khi chúng ta hiểu được giáo lý lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta biết ứng dụng đó, thì cái sự tu tập chúng ta mỗi ngày nó sẽ tiến triển tốt. Hôm nay sư muốn chia sẻ về cái phần tiếp theo, đó là tứ nhi ý túc, tức là bốn cái yếu tố để giúp cho chúng ta thành tựu được theo cái ý nguyện của mình. Thì chữ ít thí ba đá đó, tức là nền tảng hay là cái căn bản cho sự thành công hay là thành tựu. Thì khi chúng ta đó tu tập đó, thì chúng ta phải cần có bốn cái yếu tố này. Nếu mà chúng ta thiếu bốn cái yếu tố này đó, thì chúng ta không thể nào đạt đến các tùng tuệ hay là có thể chúng ta đạt đến đạo quả niết bàn được. Tại chúng ta tu tín niệm xứ, mục tiêu của chúng ta là chúng ta mong mỏi để đạt đến cái sự giác ngộ. Thì đây chúng ta tìm hiểu về bốn cái pháp này đó để hỗ trợ cho chúng ta tu tập về tứ niệm xứ. Thì trong chú giải của giải thích đó, sự thành tựu hay là cái sự viên mãn hay là cái sự thành công đó có năm loại trong Phật giáo, tức là có năm sự thành tựu trong Phật giáo. Cái sự thành tựu thứ nhất á, nó thuộc về cái trí á, mà chúng ta hiểu biết về danh và sắc hay là năm uẩn. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, chúng ta sẽ nhận diện được đây là danh, đây là sắc. Chẳng hạn giờ chúng ta là cái người tu tứ niệm xứ, các vị quan sát về cái phòng xẹp hay là hơi thở, thì chúng ta tu lâu ngày cái trí tuệ chúng ta sắc bén á, chúng ta thấy được cái sự cứng mềm của phòng xẹp, cái sự chuyển động của phòng xẹp, nóng lạnh của phòng xẹp. Thì cái sự chuyển động của phòng xẹp nó thuộc về chất gió, cứng mềm của phòng xẹp nó thuộc về chất đất, và cái sự chuyển động của phòng xẹp nó thuộc về chất gió, và nóng lạnh của phòng xẹp nó thuộc về chất lửa. Và khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta đó có cái trí tuệ hiểu biết, chúng ta thấy có một cái tâm nó đang biết sự cứng mềm chuyển động của phòng xẹp. Tại khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp á, chúng ta thấy rằng cái gì đang biết phòng xẹp, tức là chúng ta có tâm nên chúng ta biết cái sự phòng xẹp đó. Thì chúng ta tu lâu ngày, cái tuệ chúng ta nó sinh khởi, nó thấy được cái tâm nó đang biết cái sự phòng xẹp đó. Cái tâm biết đó nó gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Và trong lúc này chỉ có danh đang biết sắc. Danh nó thuộc về cái tâm đang biết. Còn sắc thì nó thuộc về phòng xẹp, cứng mềm, nóng lạnh hay chuyển động. Thì trong lúc này chỉ có danh và sắc thôi. Không có con người, không có bản ngã, không có linh hồn, không có anh, không có chị. Để chúng ta phá đi cái tà kiến lâu đời mà chúng ta cho rằng cái thân này là tự ngã của mình, và cái tâm này là tự ngã của chúng ta. Tại đạo Phật là chúng ta tu tập lâu ngày để chúng ta hiểu được cái bản chất pháp, chúng ta thấy được cái lý vô ngã. Trong đời sống chúng ta tham sân si là chúng ta chấp vào thân tâm là tự ngã của mình. Bây giờ chúng ta thấy rằng á, thường thường chúng ta chấp vào cái thân là tự ngã, nên khi ai đụng đến cái thân này, bắt đầu chúng ta mới bực mình, chúng ta sân giận chứ. Chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy những cái người mà họ bị tai nạn đó, bị xe đụng đó, đầu thì văng một nơi, tai văng một nơi, hay là tim văng một nơi, thì chúng ta thấy những cái chi phần á, nó mỗi chi phần vậy nó nằm rời rạc như vậy. Thì khi đó chúng ta tìm kiếm thử cái nào là tự ngã. Tại cái thân thể chúng ta chỉ có đất, nước, lửa, gió và 32 thể trược, nó rắp ráp lại mà cho rằng cái nó trở thành cái thân này. Nhưng mà chúng ta cho rằng cái thân này là tự ngã của mình.
Thì khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ, chúng ta thấy chỉ có đất nước lửa gió, 32 thể trược thôi, cái thân này nó không phải của ta nữa. Khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ thấy như vậy. Rồi cái tâm của chúng ta cũng vậy. Xưa giờ chúng ta chưa có tu tập, chưa có hiểu về giáo pháp của Đức Phật, chúng ta cứ nghĩ rằng cái tâm này là của ta. Trong lúc các vị nhìn lên sư đó, các vị nghĩ rằng cái tâm các vị đang biết sư là cái tâm của các vị. Các vị rằng đây, các vị cho rằng đó là thường hằng, là bất biến, là vĩnh cửu, là một linh hồn. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng á, khi mà chúng ta thấy được cái đối tượng đó, cái cảnh sắc đó là nó phải đầy đủ nhân duyên nó mới sanh. Giờ các vị nhắm mắt lại, các vị còn thấy sư không? Các vị không thấy được. Thì cái thấy này nó phải do duyên mà nó có. Nhưng bây giờ chúng ta muốn thấy được cái đối tượng cảnh sắc đó, thứ nhất là chúng ta, con mắt chúng ta không bị đuôi. Chứ mấy người mù họ đâu có thấy được. Thì giờ mắt chúng ta không bị đuôi, tức là chúng ta còn cái thần kinh nhãn. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là phải có đối tượng trước mặt, tức là cái cảnh sắc, cảnh vật trước mặt. Và cái yếu tố thứ ba đó, tức là phải có ánh sáng nữa. Bây giờ sư là đối tượng, sư ngồi đây, các vị không có đuôi, không có mù mắt, nhưng mà sư tắt đèn trong cái buổi tối, buổi khuya đó, không có ánh sáng. Thì bây giờ các vị nhìn lên sư, các vị cũng đâu thấy được đâu. Bởi vậy cái yếu tố thứ ba là phải có ánh sáng. Và cái yếu tố thứ tư nữa là chúng ta muốn tác ý, chúng ta muốn nhìn. Thì đầy đủ bốn yếu tố này đó, thì cái tâm nhãn thức chúng ta nó sanh lên và nó biết được đối tượng. Nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thấy nó rất là nhiều cái yếu tố, nhiều cái điều kiện, nhiều nhân duyên, chúng ta mới thấy được. Nên khi chúng ta tu thiền tính niệm xứ, sau này chúng ta thấy rằng cái thấy này nó không phải là tự nhiên, mà nó không có gì gọi là thường hằng, không có gì gọi là linh hồn bản ngã cả. Cỡ đó chúng ta thấy, chúng ta biết rằng chỉ có tâm đang thấy. Cỡ đó chúng ta không có tham, không có sân, không có si được. Còn trong lúc mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng cái thấy đó là của tôi, cỡ đó bắt đầu tham, sân, si, bắt đầu nó sanh khởi. Giống như cái chuông chùa đó, mỗi khi các vị lên hành thiền đó, thì các vị nghe chuông, các vị đi lên đây để các vị ngồi thiền. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cái chuông đó phát ra đó, nó phát ra tiếng động đó, thì phải có cái dùi chuông và có cái chuông. Và cái dùi và cái chuông với sự va chạm với nhau thì nó phát ra cái tiếng chuông. Bình thường giờ các vị đi ra, các vị kiếm tiếng chuông thử giùm sư có không? Nó không có. Tức là do có cái dùi chuông và cái chuông va chạm với nhau nó phát ra tiếng chuông. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà cái tâm chúng ta nó thấy được cảnh á, tức là do đủ duyên nó mới sanh lên nó thấy. Có đối tượng tức là cảnh sắc, con mắt chúng ta không bị mù và phải có ánh sáng, và chúng ta tác ý chúng ta muốn nhìn. Thì khi đó cái tâm nhãn thức á, nó sanh lên để nó biết cảnh sắc. Nhưng mà chúng ta cứ luôn luôn cho rằng cái biết đó là một linh hồn tự ngã, là thường hằng của mình. Thì khi mà chúng ta tu tập á, sau này chúng ta thấy rằng á, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, tức là nó xúc chạm với nhau, nó đầy đủ duyên, thì khi đó chúng ta mới thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và biết được các pháp. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, nó sanh ra để nó biết cảnh, biết được đối tượng. Thì khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày đó, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm mà chúng ta biết đối tượng á, thì nó thuộc về danh pháp, nó chỉ là tâm thôi. Tâm tức là biết đối tượng. Sau này chúng ta tu, chúng ta thấy rằng á, mỗi cái tâm nó khác với nhau, nhưng mà tâm nó không phải là của mình nữa. Chúng ta hiểu được cái bản chất của pháp, đó là chúng ta thành tựu về trí, hiệp thế. Chúng ta thấy được mỗi cái pháp có thực tánh riêng, và chúng ta thấy được cái thực tánh chung của các pháp là mỗi cái pháp, thân và tâm này đều là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy tức là chúng ta thành tựu về cái trí hiệp thế. Bởi vì tại sao chúng ta phải thực hành thiền tứ niệm xứ? Chúng ta quan sát mọi hiện tượng đối tượng, chúng ta thấy rằng đó, cho dù cái tâm thiện hay tâm bất thiện, nó cũng là hiện tượng, nó chỉ là cái trạng thái tâm thôi. Khi tâm tham sanh khởi, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái sự dính mắc, nó không có ai trong đó hết, chúng ta quan sát rồi cái nó biến mất. Cái tâm sân sanh khởi, chúng ta thấy
cái thực tánh của nó, tức là sự bất an. Chúng ta quan sát rồi chúng ta thấy nó cũng biến mất. Mà xưa giờ chúng ta lại chấp rằng cái tâm sân này là tự ngã của mình. Để chúng ta phát triển, để chúng ta nô lệ cho nó và nó điều xử chúng ta. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta thấy tâm sân sanh khởi, chúng ta thấy cái sự nóng đốt của nó, bất an của nó, thì nó chỉ là cái bản chất tâm sân thôi, không phải linh hồn, không phải bản ngã, không phải anh, không phải chị. Khi chúng ta hiểu như vậy thì tâm sân nó sẽ bị đoạn diệt. Thì bây giờ sư có nóng giận, sư khởi tâm sân thì cái tâm sân sư cũng giống các vị thôi. Sư cũng bất an, cũng khó chịu. Mà các vị khởi tâm sân lên, các vị cũng bất an, khó chịu. Tất cả chúng ta đều giống nhau, cái bản chất là khó chịu, bất an cả. Bây giờ sư khởi tâm sân lên, sư cũng bất an. Các vị khởi tâm sân lên, các vị cũng bất an, đều giống nhau. Thì đó là cái bản chất, cái thực tánh của nó. Chúng ta tu lâu ngày chúng ta sẽ trải nghiệm được cái thực tánh đó. Ở đây khi khởi tâm tham, khi mà chúng ta khởi tâm tham bên chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta thấy cái sự dính mắc. Khi mà chúng ta khởi tâm tham lên là cái gì chúng ta cũng muốn. Chúng ta thích cái này, chúng ta thích cái kia. Bây giờ sư khởi tâm tham lên, sư cũng dính mắc. Các vị khởi tâm tham lên, các vị cũng dính mắc, đều giống nhau. Cái bản chất đều có sự dính mắc, chấp thủ. Thì khi chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta quan sát, chúng ta thấy là tâm tham là cái trạng thái dính mắc. Nó không phải của mình, nó không phải đàn ông, không phải đàn bà. Đủ duyên nó mới có, đủ duyên nó mới sanh, chứ không phải là nó có sẵn. Tâm tức là nó đủ duyên nó sanh, chứ không phải nó nằm sẵn ở đó. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến cái phiền não đó, nó có 3 tầng lớp. Cái tầng lớp thứ nhất gọi là thô, tức là khi nào tham sân si mà nó sanh khởi đó, nó điều động chúng ta, thân chúng ta có thể làm ác, chúng ta có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chúng ta có thể nói dối, nói đâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời nhảm nhí. Thì chúng ta thấy cái phiền não này thô á, thì cái phiền não này gọi là cái phiền não thô. Cái phiền não thứ hai là phiền não, não trung bình, tức là nó không có biểu hiện ra thân và khẩu, nhưng mà nó sanh khởi á, nó làm cho cái tâm chúng ta, cái tư tưởng chúng ta nó bực mình, hay là nó dính mắc, hay là nó si mê. Nhưng mà trong lúc này chúng ta, nó có những lúc chúng ta bực mình, nhưng chúng ta cũng không có nói ra, chúng ta cũng không có hành động gì cả. Hay là có những lúc tâm tham nó sinh khởi trong tâm chúng ta cũng không có làm gì, chúng ta không có nói gì, nhưng mà trong tâm chúng ta đang có cái tâm gọi là tham đắm, đắm nhiễm trong đó. Thì cái phiền não này gọi là phiền não trung bình. Và cái phiền não thứ ba gọi là phiền não gọi là tiền ngãn ở vi tế, tức là cái phiền não này đó, bình thường thì chúng ta thấy rằng nó không thấy nó, nhưng mà gặp cảnh và nó phát sinh. Ngày giờ sẽ nói rằng cái phiền não thứ ba đó, trong lúc này các vị không có tâm sân, đúng không? Trong lúc này các vị đang ngồi nghe pháp, các vị cũng không có bực mình ai, các vị đâu có tâm sân đâu, tâm sân đó cũng không có sẵn trong đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái người nào đó, chúng ta không có quan hỷ á, cái tâm sân bắt đầu bùng phát lên. Thì cái tâm sân mà có tiền ngẩn trong đó, đủ duyên nó sanh đó, thì cái phiền não này gọi là phiền não gọi là ngủ ngầm. Đối với phàm phu chúng ta đó thì ai cũng có cả. Cho nên đó, chúng ta phải cần tu tập. Tại vì chúng ta còn những cái phiền não tiền ngẩn, thì khi mà gặp cảnh đó, có thể là chúng ta làm những cái điều bất thiện mà chúng ta không biết. Nên cái phiền não này đó, thì đối với vị anh hán các ngài đã diệt, tức là các ngài không còn những cái phiền não vi tế này nữa. Phiền não thô các ngài đã đoạn tận, phiền não trung bình các ngài cũng đoạn tận, mà cái phiền não ngủ ngầm đó, vi tế các ngài cũng đoạn tận. Cho nên các vị A-la-hán mà gặp cảnh đó, thì các ngài cũng bình thản, các ngài không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Còn chúng ta thì lại khác, chúng ta còn những cái phiền não ngủ ngầm. Thì giờ ở đây chúng ta tu tập đó, là để chúng ta đó, diệt trừ những phiền não. Đầu tiên là chúng ta phải diệt phiền não thô trước, thân ác khẩu ác trước. Thì khi mà chúng ta diệt trừ phiền não thô, thân ác khẩu ác là chúng ta phải chế ngự bằng giới. Người cư sĩ chúng ta phải chế ngự bằng giới, tức là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, để chúng ta chế ngự phiền não thô về thân. Chúng ta không nói dối, để chúng ta chế ngự phiền não thô về cái khẩu. Thì khi đó chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, hay là chúng ta tu thiền định đó, tâm chúng ta nếu mà tu tứ niệm xứ, chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta có thể chế ngự được cái phiền não trung bình.
tức là nó ầm ĩ trong tâm chúng ta. Thì khi mà chúng ta đạt đến những cái đạo và quả đó, thì cái đạo quả tâm thiện siêu thế đó, nó mới diệt trừ những cái phiền não gọi là vi tế. Tức là những cái phiền não vi tế mà khi bị tâm đạo tâm quả diệt trừ rồi đó, thì tương lai nó không có sanh lại nữa. Thì chúng ta nhớ chúng ta có ba loại phiền não, có ba tầng lớp: phiền não thô, phiền não trung bình và phiền não vi tế. Thì giống như giờ sư sẽ cho, chẳng hạn giờ sư cho các vị một ví dụ. Chúng ta thấy có hồi ngày xưa chúng ta xài bằng cái quẹt diêm á, thì khi cái, chúng ta có một cái hộp quẹt diêm á, chúng ta mới lấy cái diêm quẹt ra. Thì cái diêm quẹt chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta để đó thì cái diêm quẹt này nó chưa có đụng vào cái hộp quẹt á, thì nó chưa có phát sanh lửa. Nhưng mà cái diêm quẹt này nó đủ điều kiện á, thì cái diêm quẹt nó sẽ cháy. Còn khi mà chúng ta dùng cái diêm quẹt á, chúng ta mới cọ sát vào cái hộp quẹt, thì cái đó nó phát sanh ra lửa. Và khi phát sanh ra lửa rồi á, cái lửa đó mới thiêu rụi trong một làng hay là một trong thành phố hay là một cái ngôi nhà đó, thì lửa bắt đầu nó sẽ lan rộng ra. Thì ở đây đó, sư cho các vị một ví dụ giống như mà cái lửa mà chúng ta đó, trong cái diêm quẹt mà chúng ta xẹt lên nó cháy rồi mà chúng ta đốt trong một cái đống rơm, có thể nó cháy đống rơm rồi nó lan ra những cái làng, cái xã đó, thì giống như là cái phiền não thô vậy đó. Khi mà chúng ta bị tham sân si sanh khởi, chúng ta nói năng, chúng ta hành động đó, tức là chúng ta tạo nghiệp, thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, đưa đến khổ mình, khổ người. Còn có những lúc á, cái diêm quẹt mà chúng ta quẹt lên nó cháy thôi, chứ chúng ta không có đốt, không có đốt nhà người khác, không có đốt vào những cái chỗ mà để hại chúng sanh khác, thì cái lửa đó thì chúng ta thấy rằng nó giống như cái phiền não trung bình vậy đó, tức là nó chỉ ầm ĩ trong tâm mình thôi, nhưng mà chúng ta không có làm hại chúng sanh khác, chỉ làm hại mình thôi. Còn cái phiền não thứ ba đó, gọi là cái phiền não vi tế đó, nó giống như là cái diêm quẹt mà chúng ta chưa có cho nó ma sát vào cái hộp quẹt, cái hộp quẹt, nhưng mà đủ điều kiện á, thì cái diêm quẹt này nó sẽ phát sanh lửa. Thì giờ chúng ta muốn cho cái lửa đừng phát sanh nữa, thì chúng ta phải lấy những cái diêm quẹt đó, chúng ta hủy hoại nó, chúng ta nhúng nước nó, rồi chúng ta có thể xay nó ra nhuyễn, rồi chúng ta dục đi, thì nó không còn lửa nữa, không còn điều kiện để phát sanh lửa nữa. Hay là xin ví dụ giống như cái phiền não vi tế, giống như nó nằm trong những cái hạt mít, hạt xài, cái mầm giống. Bây giờ chúng ta muốn cho cái mầm giống đó nó chết, nó đừng có mọc lên nữa đó, thì chúng ta lấy cái hạt mít hay hạt xài đó, chúng ta đem lên bếp lò, chúng ta luộc cho nó chín đi. Thì các vị có đem cái hạt mít, hạt xài các vị trồng thì nó không mọc lên được. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập đến giai đoạn đạo quả sanh khởi đó, nó diệt đi những cái phiền não vi tế, thì nó không còn sanh lại trong tương lai. Nên đối với bậc thánh tu đầu quần đó, các ngài không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, do đạo quả đã chứng đạt. Thì đây đó, xin muốn trình bày về cái sự thành tựu thứ nhất đó, tức là chúng ta có trí hiệp thế, chúng ta sẽ thấy được mỗi cái hiện tượng của danh và sắc này, tức là cái bản chất vô thường, khổ vô ngã, không có một linh hồn, không có đàn ông, đàn bà, để chúng ta không còn chấp thủ ngũ uẩn này nữa, chúng ta không còn chấp thân tâm này nữa, rồi đó chúng ta sẽ giải thoát. Và khi chúng ta không còn chấp thân tâm này nữa, thì chúng ta nhận thức được ba cái đặc tánh vô thường, khổ vô ngã đó, thì đạo quả sẽ phát sanh, tham sân si sẽ bị đoạn diệt. Nên chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta đang khám phá về danh và sắc, thân và tâm. Nên chúng ta trải nghiệm có tâm tham biết rõ tâm tham, có tâm sân biết rõ tâm sân, có tâm si biết rõ tâm si, có nỗi buồn biết rõ buồn, tức là thọ u, có niềm vui biết rõ niềm vui, nó thuộc về thọ mà. Rồi có cái thân chúng ta đi, chúng ta biết đang đi để chúng ta trải nghiệm về cái thân, sắc pháp này. Nên sau này chúng ta thấy chỉ có thân và tâm, chỉ có năm uẩn thôi: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc nó thuộc về cái thân này, tứ đại, 32 thể trược. Thọ tức là cái cảm giác vui buồn, không vui không buồn, thản nhiên. Tưởng tức là cái sự kinh nghiệm,
những gì chúng ta biết và chúng ta biết lại nó thuộc về tiểu. Hành tức là sự cố ý tạo tác của tâm, và thức tức là nhận thức qua sáu giác quan một cách đơn thuần. Vài ngày nữa sư sẽ trình bày về năm uẩn để chúng ta hiểu mà chúng ta tu tập cho nó đúng đắn. Trong lúc này chỉ có năm uẩn nó đang vận hành, chứ không phải của tôi, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải con người nào cả. Chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta hiểu như vậy đó, thì tuệ chúng ta nó mới phát triển được. Để chúng ta diệt đi cái tà kiến lâu đời mà chúng ta không gặp được giáo pháp Đức Phật á, chúng ta đã chấp thủ nhiều đời nên chúng ta làm những điều ác, chúng ta cứ luân hồi mãi. Đó là cái sự thành tựu thứ nhất, tức là cái trí thấy được mỗi cái thực tánh pháp, hiểu được năm uẩn hay là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Và cái sự thành tựu thứ hai đó, tức là lộ cái trí á, tức là liễu chi được khổ đế. Và cái trí thứ ba nữa đó, tức là cái trí hiểu được, biết được để diệt trừ tập đế. Và cái trí thứ tư đó, tức là cái trí để chúng ta thành tựu, chúng ta viên mãn, để chúng ta tác chứng về diệt đế. Và cái trí thứ năm đó, chúng ta thành tựu, chúng ta viên mãn, và chúng ta tu tập, chúng ta viên thành đạo đế. Thì đây tức là chúng ta hiểu rằng đó, chữ ít thí ba đá, tức là cái nền tảng, cái sự thành công hay là sự viên mãn. Mà sự viên mãn trong Phật giáo có năm loại. Đó là viên mãn về cái trí mà chúng ta hiểu được danh và sắc và năm uẩn. Chúng ta thứ hai là cái trí chúng ta thành tựu viên mãn để chúng ta liễu chi khổ đế. Cái trí thứ ba là chúng ta thành tựu, chúng ta viên mãn để chúng ta diệt trừ tập đế. Và cái trí thứ tư là chúng ta tu tập, chúng ta viên mãn, tức là chúng ta tác chứng diệt đế, tức là niết bàn. Và cái trí thứ năm tức là chúng ta tu tập, chúng ta viên thành, chúng ta thành tựu, tức là chúng ta tu tập để viên thành đạo đế. Thì cái chữ ít thí ba đá là chúng ta phải hiểu như vậy. Và bây giờ sư sẽ trình bày năm cái yếu tố, bốn cái yếu tố để chúng ta thành tựu hay là viên mãn trong cái sự tu tập của chúng ta. Thì bốn cái yếu tố đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trong kinh Đức Phật dạy rằng cái pháp đầu tiên đó, tức là dục như ý túc. Thứ hai là cần như ý túc. Thứ ba là tâm như ý túc. Và thứ tư là thẩm như ý túc. Dục như ý túc tức là cái sự mong muốn. Chúng ta sống là chúng ta phải có mục tiêu, phải có sự hoài bão, phải có lý tưởng, có mục đích của mình. Như vậy được gọi là dục như ý túc. Và khi chúng ta mong muốn cái gì đó, chúng ta có sự hoài bão cái gì đó, thì chúng ta phải có sự siêng năng tinh tấn để chúng ta thực hành, để chúng ta đạt đến cái mục tiêu của chúng ta. Đó là cái yếu tố, đó là cái yếu tố thứ hai, còn được gọi là cần như ý túc. Và yếu tố thứ ba đó, tức là chúng ta phải có tâm như ý túc, tức là chúng ta muốn thành công thành tựu thì chúng ta phải có một cái ý chí kiên cường, không có trùng chân chủng trí. Cho dù gặp bất cứ những trường hợp nào, chúng ta phải có sức mạnh về nội tâm. Thì cái yếu tố thứ ba này gọi là tâm như ý túc. Và yếu tố thứ tư á, tức là thẩm như ý túc, tức là chúng ta phải có trí tuệ suy xét. Chúng ta làm gì chúng ta cũng phải có trí tuệ thì chúng ta mới thành đạt được. Thì trong bốn cái yếu tố này đó thì hỗ trợ cho chúng ta tu tập về cái phương pháp tứ niệm xứ để chúng ta đạt được những tầng tuệ, hay là chúng ta có thể đạt được đạo quả. Thì bây giờ sư sẽ trình bày trong bốn cái chi pháp này để cho người cư sĩ chúng ta hiểu, rồi để chúng ta ứng dụng, để chúng ta khế hợp với tứ niệm xứ mà chúng ta tu. Thì cái pháp đầu tiên á, tức là dục như ý túc, tức là cái sự mong muốn. Cái sự mong muốn ở đây không phải là tham, có hai sự mong muốn. Cái sự mong muốn của bất thiện pháp nó khác, còn cái sự mong muốn trong thiện pháp nó khác. Cái chữ chan đá gọi là dục. Và khi chúng ta có học về dự pháp, chúng ta hiểu thì trong cái bảy sở hữu biệt cảnh á, à, xin lỗi, sáu sở hữu biệt cảnh á, nó đi chung với tất cả loại tâm. Mà cái sở hữu dục gọi là chanh đá, nó đi với tâm thiện á, thì như vậy được gọi là, khi mà nó đi với tâm thiện gọi là chanh đá thâm mát, gọi là pháp dục. Còn khi mà cái tâm sở hữu dục này mà nó đi với tâm bất thiện đó, đi với tám tâm tham á, thì cái đó mới gọi là tham dục. Thì chữ
ca má chanh đá, gọi là dục dục, khi đó mới gọi là tham. Còn khi mà sở hữu dục này nó đi với tâm thiện á, thì như vậy gọi là pháp dục. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu á, chúng ta tu tập á, chúng ta phải có sự mong muốn. Chúng ta mong muốn rồi chúng ta mới làm được. Các vị muốn đi đến đây hành thiền, các vị có sự mong muốn các vị mới đi. Bây giờ chúng ta không có sự mong muốn đi đến chùa Viên Tuệ để đăng ký khóa thiền, để hành thiền, các vị có đi được. Các vị đi không được. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải có sự mong muốn. Khi mà chúng ta mong muốn đi đến hành thiền, nó thuộc về thiện pháp chứ không phải là bất thiện. Còn khi chúng ta đó ngồi ở nhà, chúng ta mong muốn với cái ý muốn rằng mình sẽ đi chơi, hay là mình đi du lịch để mình hưởng thụ, mình đồi trị trong các dục đó, để đó cái sự mong muốn đó mới gọi là tham dục. Còn bây giờ chúng ta mong muốn đi hành thiền, chúng ta mong muốn học pháp, chúng ta mong muốn phát triển những thiện pháp, chúng ta mong muốn cho cái thiền mình tu tập cho nó được tốt, thì cái sự mong muốn đó không phải là bất thiện. Cái mong muốn đó thuộc về thiện pháp, thuộc về pháp dục. Chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta tu tập tới niệm xứ, chúng ta có sự ước muốn, chúng ta nghĩ rằng mình đến đây trong 10 ngày đó, mình phải siêng năng và mình phải liên tục chánh niệm, không để cho mình bị thất niệm, không để dễ vui. Thì các vị có sự mong muốn mà muốn thực hành thiền liên tục, chánh niệm liên tục đó, với cái sự mong muốn đó rồi các vị mới siêng năng các vị để mà chánh niệm chứ. Còn giờ chúng ta không có cái sự mong muốn đó, và chúng ta nghĩ là đến đây chúng ta dự khóa 10 ngày vậy thôi, thì hết ngày rồi ta đi về, mà chúng ta không có sự mong muốn để phát huy chánh niệm, phát huy sự hiểu biết, thì chúng ta thiếu đi cái sự mong muốn. Thì cái pháp thứ nhất á, chúng ta muốn thành tựu được đạo quả, hay là chúng ta muốn được đạt được những tầng tuệ, hay là những thiện pháp á, thì chúng ta phải có sự mong muốn gọi là dục như ý túc. Thời Đức Phật có một vị công tử tên là Ratthabala. Khi mà đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, xong rồi cái vị này có cái tâm mong muốn, muốn xuất gia trở thành một vị tỳ kheo. Và khi đó vị này nghe pháp xong mới xin Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn xuất gia sống trong giáo pháp của Đức Phật. Thì khi Đức Phật mới dạy rằng: Này Ratthabala, con đã được cha mẹ con cho phép con đi xuất gia hay chưa? Thì công tử Ratthabala thưa Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cha mẹ con chưa cho phép, nhưng con trở về con thể thuyết phục cha mẹ. Thì công tử Ratthabala này về đó để xin cha mẹ của mình, nhưng mà ông bà đó thì không có muốn cho công tử Ratthabala đi xuất gia. Tại vì gia đình là một người triệu phú giàu có, trong một cái làng đó tài sản thì vô số, mà Ratthabala là con một, thì hai ông bà không có muốn cho công tử Ratthabala đi tu. Thì công tử Ratthabala đã có một ý muốn, đã muốn xuất gia rồi, thì không có một cái sự chướng ngại nào có thể cản ngăn được. Thì công tử Ratthabala mới bỏ ăn trong vòng mấy ngày đó, cơ thể kiệt quệ. Thì cha mẹ Ratthabala thấy như vậy đó, thì mới sợ con mình chết. Rồi nghe những người khác khuyên nó giờ cho công tử Ratthabala đi tu, thì công tử Ratthabala thì còn cơ hội sống. Còn nếu mà không cho công tử Ratthabala đi tu thì bỏ ăn bỏ uống như vậy là kiệt sức thế nào cũng chết. Rồi hai ông bà thấy vậy mới cho công tử Ratthabala đi tu. Thì khi mà được cha mẹ cho phép đi tu thì công tử Ratthabala vô cùng mừng rỡ và đi đến xin Đức Phật xuất gia và tu không bao lâu chứng A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng qua cái điển hình đó thì chúng ta thấy rằng công tử Ratthabala có một cái tâm, tức là có sự có lý tưởng, có sự hoài bão và có mục tiêu của mình, tức là đã mong muốn xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo, thì không có một cái chướng ngại nào có thể làm cho công tử Ratthabala bỏ cuộc hết. Thì chúng ta tu cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu tới niệm xứ mà chúng ta không có một cái ước muốn mãnh liệt thì sao chúng ta tu được? Hay là chúng ta tu tập á, chúng ta phải có sự ước muốn, cái mục tiêu của chúng ta đó tu á là chúng ta muốn loại trừ phiền não. Và chúng ta muốn loại trừ những phiền não tham sân si thì chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập. Và chúng ta tu tập á, mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn đạt đến niết bàn để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Và chúng ta phải có một cái mục tiêu của mình.
chúng ta phải có lý tưởng, có sự hoài bão. Chứ các vị đi đến đạo Phật, chúng các vị tu không phải là các vị tu cho vui, hay là để đến đạo Phật chúng ta hành thiền để giải trí. Mà chúng ta tu là mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn giải tỏa phiền não cho đời sống mình được an ổn, để phát triển thiện tâm, để chúng ta mong mỏi đạt đến sự giác ngộ và chấm dứt cái sự tái sanh. Đó là cái sự hoài bão mong muốn của các Phật tử chúng ta. Chúng ta phải như vậy. Thì khi chúng ta có một cái lý tưởng như vậy, sự hoài bão như vậy, có ý chí như vậy đó, thì chúng ta mới gia công để chúng ta thực hành những thiện pháp, hay là chúng ta gia công để chúng ta cố gắng chúng ta để phát triển chánh niệm. Thì suy nghĩ rằng các vị có lý tưởng như vậy đó, thì không có ai mà cản trở được các vị cả. Tâm các vị rất là mạnh. Hiện đây cái pháp đầu tiên á, Đức Phật dạy chúng ta phải có dục như ý túc, tức là pháp dục. Vậy chúng ta cần phải phát triển cái này. Rồi cái chi pháp thứ hai đó, cái yếu tố thứ hai để giúp cho chúng ta thành tựu đó, tức là cần như ý túc, tức là cái sự siêng năng. Thì cái sự siêng năng cần như ý túc á, thì nó cũng tương tự giống như là tứ chánh cần mà qua sẽ có thuyết trình cho các vị. Thì khi chúng ta đã mong muốn, chúng ta có một lý tưởng, mục tiêu của chúng ta, không phải chúng ta muốn như vậy rồi chúng ta ngồi đó chúng ta lười biếng. Chúng ta muốn trở thành thánh, chúng ta muốn trở thành Phật, hay là chúng ta muốn đạt đến thiền, chứng thiền viên, hay là chúng ta muốn những tầng tại phát sanh, mà ở đó chúng ta cái lười biếng, chúng ta chỉ ước nguyện suông, thì như vậy cũng không được. Thì cái yếu tố thứ hai đó, cái pháp thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta phải có sự siêng năng. Bây giờ người cư sĩ chúng ta đó, chúng ta có một cái ý muốn rằng á, cái chánh niệm mình nó liên tục để cho cái trí tuệ mình nó phát sanh. Thì chúng ta có ý muốn như vậy, không phải là chúng ta ý muốn suông, mà chúng ta phải tiếp tục để ứng dụng cái pháp thứ hai. Đó là chúng ta cần như ý túc, chúng ta phải cần phát triển, chúng ta phải siêng năng chánh niệm. Sáng thức dậy là chúng ta mở mắt ra là chúng ta lấy đà chánh niệm, đi đứng nằm ngồi. Khi nào chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ thôi. Còn khi nào chúng ta thức, chúng ta làm bất cứ công việc gì, cho dù trong chùa hay là ngoài cuộc sống ngoài đời, thì chúng ta luôn luôn để chúng ta tinh tấn, để chúng ta phát huy chánh niệm. Thì khi mà chúng ta phát huy chánh niệm trong mỗi đời sống của người cư sĩ chúng ta sẽ hiểu pháp nhiều, và chánh niệm chúng ta nó trở thành cái đà quán tính. Có nghĩa là chúng ta tu tứ niệm xứ không phải chúng ta đến chùa rồi chúng ta mới tinh tấn, mà chúng ta đã có phương pháp rồi. Chúng ta tập ứng dụng trong đời sống. Khi mà chúng ta tiếp cận đối với những người xung quanh, với đối tác của mình, bạn bè của mình, mình coi cái tâm mình nó như thế nào, nó bất mãn như thế nào, chúng ta cũng phải siêng năng, chúng ta quan sát. Khi mà tâm tham sanh khởi, nó mong muốn cái này kia, chúng ta cũng phải siêng năng, chúng ta quan sát. Và khi chúng ta quan sát thường xuyên trong cái đời sống đó, thì khi nào phiền não sanh khởi là chúng ta nhận thức. Và lâu ngày cái đà chánh niệm chúng ta đó, nó sẽ mạnh và trở thành cái đà quán tính đó. Khi mà chúng ta chánh niệm sắc bén mà nó thần thục rồi đó, chúng ta ít có dùng năng lượng. Khi chúng ta mới tu tập thì chúng ta dùng năng lượng hơi nhiều một chút, tại vì tâm chúng ta nó còn dao động nhiều. Còn khi mà chúng ta đã tu quen rồi đó, trở thành cái đà quán tính chánh niệm rồi đó, thì chúng ta chỉ tác ý là cái tâm chúng ta bắt đầu nó sẽ liên tục, nó sẽ quan sát đối tượng. Chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta đó, nếu mà chúng ta có tập chạy xe đạp đó, mới bước đầu chúng ta tập chạy thì chúng ta phải dùng nhiều năng lượng, mà có khi chúng ta té nữa. Tại trong lúc đó chúng ta chưa có thiện xảo. Thì khi mà chúng ta đã té rồi, chúng ta dừng nhịp, chúng ta chạy nhiều nhiều lần rồi đó, chúng ta đã quen rồi đó, thì đó chúng ta đâu có cần sử dụng năng lượng nhiều đâu. Chúng ta tay chúng ta mới tập chạy, tay chúng ta cầm cái tay lái nó cứng, nó không có điều khiển được. Còn khi chúng ta chạy quen rồi đó, tay chúng ta cầm tay lái nó rất là nhẹ, và có thể chúng ta lạng lách một cách rất là chuẩn. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ cũng vậy. Chánh niệm chúng ta mà đã trở thành cái đà quán tính, nó quen rồi đó, thì cái chánh niệm chúng ta chỉ tác ý là chúng ta có thể chánh niệm lại, và chúng ta không có sử dụng nhiều sức quá, chúng ta không có mất nhiều năng lượng. Thì đây đó, cái yếu tố thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta phải có sự siêng năng để tinh tấn, để đạt đến mục tiêu của chúng ta. Chúng ta thấy rằng những vị thánh hay là Đức Phật cũng vậy,
Tức là Ngài cũng có một cái ước nguyện, ý muốn để giờ trở thành Phật hay trở thành những vị A-la-hán. Nhưng mà các Ngài không phải là ước muốn suông, và các Ngài phải có sự siêng năng. Tức là các Ngài sử dụng cái yếu tố thứ hai đó, cái pháp thứ hai gọi là cần như ý túc. Rồi giờ sư sẽ đề cập đến cái yếu tố thứ ba đó, cái pháp thứ ba mà hỗ trợ cho chúng ta tu tập để chúng ta đạt được đến mục tiêu của chúng ta. Đó là tâm như ý túc. Tức là chúng ta đó, tu tập đến giáo pháp này chúng ta phải có một cái tâm trí kiên cường, dũng mãnh. Nếu mà tâm chúng ta yếu ớt quá chúng ta tu không được. Chúng ta đi đến chỗ nào đó, chúng ta tu tập trong cái môi trường đó, trong cái hội chúng đó có những cái điều nó cũng chưa có ổn định, nhỏ nhoi thôi, mà chúng ta lại phiền não, chúng ta chán nản, rồi chúng ta bỏ, chúng ta không tu nữa. Tức là ý chí chúng ta yếu quá. Hay là trong đời tu của chúng ta thì nó có gặp nhiều cái sự chướng ngại. Nếu mà chúng ta gặp nhiều chướng ngại mà chúng ta không có cái tâm như ý túc, tâm mạnh, mạnh mẽ đó, thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Tại cái đời tu của chúng ta là một cái hành trình nó rất là dài, không phải là một ngày một bữa. Thì đây chúng ta tu tập cũng vậy, tức là chúng ta phải có ý chí kiên cường, dũng mạnh. Sư thấy rằng á, khi mà chúng ta ở đây, nếu mà chúng ta có đi qua Miến Điện á, chúng ta thấy cái khí hậu bên đó và thức ăn bên đó đó. Khí hậu thì có những lúc thì lạnh quá, có những lúc thì nóng quá, thức ăn á, thì không hợp với cái cơ địa mình. Nếu mà chúng ta qua bên đó mà chúng ta không có ý chí, chúng ta thấy rằng cái thức ăn này nó không có ngon giống như cái thức ăn ở Việt Nam mình, chúng ta nản, chúng ta không ở trường thiền, chúng ta tu nữa, chúng ta về, thì như vậy chúng ta đâu có tiến bộ được. Hay là chúng ta nghĩ rằng đi qua bên Miến Điện, cái khí hậu bên đây nóng quá, lạnh quá, nó không có giống như cái khí hậu ở Việt Nam mình, nên chúng ta không có ở bên đó chúng ta tu. Thì có những lúc đó, chúng ta đó cần phải rèn luyện vào một cái môi trường, tức là chúng ta vào trường thiền đó, có nội quy, tức là giờ giấc ổn định, chúng ta tập cho chúng ta có sự siêng năng tinh tấn để cái thiện pháp chúng ta phát triển. Tại chúng ta tu thì chúng ta cũng phải cần có những cái người bạn lành, phải có môi trường tốt. Giống như người cư sĩ chúng ta đó, mới biết hành thiền thì chúng ta đến đây, tức là cái môi trường này giúp cho các vị để mà phát huy chánh niệm. Tại vì môi trường ở đây đó thì các vị là những cái người cùng nhau có một cái chí hướng, tức là tu thiền để phát triển chánh niệm, đi sâu vào tâm linh. Ai cũng có một cái lý tưởng đó, nên chúng ta sống chung chúng ta thấy rằng cùng nhau như vậy tập cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta có sự siêng năng và chúng ta có sự hương phấn, và chúng ta siêng năng để chúng ta thực hành giáo pháp Đức Phật. Thì cái sự tu tập của chúng ta đó, chúng ta phải nhớ rằng cái pháp thứ ba mà Đức Phật dạy rằng tâm như ý túc đó, tức là chúng ta phải có một ý chí dũng mãnh. Nhưng mà ý chí dũng mãnh đây đó, thì chúng ta phải hiểu đó là tâm thiện, chứ không phải là tâm bất thiện. Khi mà có tâm thiện thì cái tâm thiện nó mạnh mẽ vô cùng, còn khi mà chúng ta sống với tâm bất thiện thì nó yếu ớt. Có những lúc chúng ta tu thiền đó, chúng ta hơi bị bệnh chút đó, chúng ta sợ, chúng ta nghĩ rằng mình ngồi lâu quá có thể cơ thể mình nó bị bệnh, máu nó không lưu thông, thì chúng ta sợ cái này cái kia, thì cái đó chúng ta thiếu đi cái tâm như ý túc. Hay là chúng ta tu tập một thời gian rồi chúng ta thấy rằng mình nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để mình thực hành thiền, hay là mình không có đủ khả năng để mà mình tiếp tục theo cái phương pháp này, tức là chúng ta không có ý chí. Thì đây đó, chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải có ý chí bằng cái tâm thiện, vì cái tâm thiện nó có cái mãnh lực. Thời Đức Phật còn tại thế, có những người đó mà với cái tâm mạnh mẽ đó, khi mà họ đã giữ giới của Đức Phật rồi đó, thọ trì giới Đức Phật rồi thì họ không bao giờ vi phạm, với ý chí mạnh mẽ vậy đó. Thì thời Đức Phật có một vị tỳ kheo đó đã thọ 227 giới và đi trong rừng đó, tu tập. Thì bữa đó có gặp cái một số người ăn cướp đó, bắt cái vị tỳ kheo này mới trói lại, mà trói bằng cái dây rừng đó. Thì trong cái lực của các vị tỳ kheo là không có được phá hoại những cái loại thảo mộc,
thì vị tỳ kheo này bị chói bị như vậy đó, thì lửa bắt đầu nó cháy đến. Khi lửa cháy đến đó, thì vị tỳ kheo này nếu mà dùng ra thì cái sợi dây nó sẽ đứt và vị này sẽ thoát. Nhưng mà vị này đó, trong lúc này nghĩ đến giới của Đức Phật, nghĩ là ta thà chết chứ ta không bao giờ phạm giới, và vị này mới dùng cái tại quán quan sát và trong lúc đó đắc A-la-hán. Thì đây chúng ta tu tập đó, chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ. Thế nếu mà chúng ta không có ý chí mạnh mẽ, chúng ta tu không được. Thì giờ chúng ta muốn tu thiền mà để chúng ta đắc thiền hay là chúng ta đắc đạo thì giới chúng ta phải trong sạch chứ. Bây giờ chúng ta không có ý chí, không có tâm như ý túc, chúng ta cứ phạm giới, chúng ta không có giữ giới, thì chúng ta cứ phạm giới vậy chúng ta tu, chúng ta đâu có đắc thiền đắc đạo được. Thì như thế nào cũng vậy, tức là cái yếu tố thứ ba này đó, suy nghĩ nó quan trọng vô cùng. Khi nào chúng ta có tâm thiện á, thì cái tâm chúng ta sẽ mạnh. Mà khi chúng ta sống với tâm bất thiện thì nó sợ đủ thứ. Có lúc thì nó lười biếng, có lúc thì nó nhút nhát, có lúc thì nó sợ hãi, có lúc thì nó chán nản, đủ thứ. Thì những cái tâm đó là tâm bất thiện, nó không có tốt đẹp. Thì đây chúng ta tu tập, cái yếu tố thứ tư Đức Phật dạy rằng tâm như ý túc, tức là những cái tâm thiện khi mà chúng ta đã tu tập rồi đó, thì chúng ta phải có sự dũng mãnh và chúng ta phải an trú vào cái đề mục của mình. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta đó, muốn phát triển tâm như ý túc, khi mà chúng ta đã bước chân đến đây tu tập 10 ngày đó, thì chúng ta phải gạt bỏ hết những chuyện ở ngoài thế gian. Chúng ta nghĩ rằng chỉ 10 ngày thì trong lúc này ta chỉ an trú vào những cái đề mục đó là thân thọ tâm pháp đó, trong những cái đề mục thiền mình thôi, chứ chúng ta không có để cho những ngoại cảnh xung quanh để nó làm chúng ta dao động. Thì khi mà chúng ta có một cái ý chí mạnh như vậy đó, chúng ta chỉ biết là quan sát những gì đang xảy ra trong cái thân tâm này thôi. Chúng ta gạt bỏ hết những bên ngoài. Và chúng ta trong thời gian chúng ta tu á, thì cho dù những cái chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không có trùng chân trùng trí. Thì như vậy tức là chúng ta có tâm ý, tâm như ý túc. Mà các vị tu như vậy đó, sẽ nghĩ là cái sự tiến của các vị nó mỗi ngày nó sẽ phát triển rất là mau. Giống như các sư đi tu cũng vậy, nếu mà đã sống đời sống xuất gia rồi, phải có tâm như ý túc, tức là cho dù có nghịch cảnh như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ hoàn tục. Và cố gắng để thực hành lời dạy của Đức Phật, nhất là hành thiền đó, cho dù khó khăn cỡ nào cũng phải ráng vượt qua. Thì cái vị đó có cái tâm mạnh mẽ như vậy, gọi là tâm như ý túc. Thì khi mà chúng ta đó cứ an trú vào cái đối tượng của mình, chúng ta không để cho tâm chúng ta bị dao động phóng túng đó, cái tâm mạnh mẽ đó, thì được gọi là tâm như ý túc. Đó là cái yếu tố thứ ba để giúp cho chúng ta thành tựu đến mục tiêu của chúng ta. Bây giờ sư sẽ đề cập đến cái yếu tố thứ tư gọi là thẩm như ý túc. Bây giờ chúng ta có cái sự mong muốn đến mục tiêu của mình, đó là dục như ý túc. Chúng ta siêng năng để chúng ta tu tập thiện pháp, để chúng ta đạt đến mục tiêu của mình, gọi là cần như ý túc. Thứ ba là chúng ta có tâm như ý túc, tức là chúng ta luôn sống với tâm thiện và cái tâm chúng ta luôn vững chãi, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, đó là tâm như ý túc. Và pháp thứ tư, tức là chúng ta phải cần phát triển thêm cái yếu tố thứ tư này cũng quan trọng, tức là thẩm như ý túc, tức là chúng ta phải có trí tuệ. Chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta đó tu tập, chúng ta hiểu rằng giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tức là giới định tuệ. Và bây giờ chúng ta giữ giới trong sạch, chúng ta muốn cho định phát sanh đó, thì chúng ta phải tiếp theo chúng ta phải làm cái gì định mới phát sanh được chứ. Hai người cư sĩ chúng ta giữ gìn 5 giới, hay là vị tỳ kheo giữ gìn 227 giới, và giữ giới trong sạch rồi cứ vậy thôi chứ không biết gì nữa hết. Thì giờ định sao phát sanh, giờ muốn định phát sanh là gì? Tiếp tục để thực hành thiền tứ niệm xứ hay là tu thiền định. Nếu mà tu tứ niệm xứ là phải biết cách phát huy chánh niệm bằng thái độ đúng đắn để cho chánh niệm mình nó được liên tục, nó thuần tí, và định mình nó được vững chãi để nó an trú vào thân thọ tâm pháp. Nhờ chúng ta giữ giới mà chúng ta có thể phát huy định tâm bằng chánh niệm trong sát na định và cận định, và tâm chúng ta có thể liên tục như vậy, tức là cứ bây giờ chúng ta có định. Thì giờ chúng ta thấy rằng chúng ta giữ giới mà muốn có định thì chúng ta phải biết cách nữa, định nó mới sanh được. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng giữ giới xong mới có định. Tức là định là chúng ta phải biết phát huy chánh niệm với thái độ đúng đắn, và tâm chúng ta nó được thuần tí trong cái chánh niệm của mình, và tâm chúng ta an trú vào thân thọ tâm pháp.
Ở đó chúng ta có định tâm, có ăn, có cận định hay là sát na định. Còn nếu mà chúng ta muốn phát định thì phát định theo cái kiểu thiền chỉ á, bây giờ chúng ta giữ giới trong sạch rồi, chúng ta phải lấy những cái đề mục, chọn những cái đề mục thiền định của Đức Phật để chúng ta tu tập, để chúng ta phát triển thiền định, thì gọi là định, rồi đó mới phát sanh. Và khi mà chúng ta có giới, có định rồi đó, không phải là tuệ nó sanh, mà chúng ta phải biết cách thì tuệ mới sanh được. Bây giờ chúng ta muốn biết cách, muốn biết cách cho tuệ phát sanh là chúng ta phải dùng thẩm như ý túc, thì tuệ nó mới sanh được. Bây giờ các vị đó giữ giới trong sạch, các vị có cái đà chánh niệm thuần tí, các vị có định tâm, nhưng mà các vị cứ quan sát như vậy mà không có sự hiểu biết, không có biết cách làm cho tuệ, sao tuệ nó sanh được? Thì đây Đức Phật có dạy đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh, buổi sáng hừng đông đó, là dấu hiệu, là cái điềm báo mặt trời sẽ sắp mọc. Thì như thế nào cũng vậy, Đức Phật dạy là khéo tác ý là cái sự dấu hiệu báo cho bát chánh đạo sẽ sanh khởi. Nên chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta quan sát đó, nó cũng chưa đủ. Chúng ta tu đến giai đoạn đó mà chúng ta chánh niệm, chúng ta thuần túy, chúng ta thấy những cái hiện tượng đến và ra đi, cái tâm chúng ta có sự bình yên, như vậy cũng chưa đủ. Và chúng ta phải biết cách để làm cho cái tuệ chúng ta phát sanh. Thì đây chúng ta nó muốn cho tuệ phát sanh đó, thì chúng ta phải có sự khéo tác ý. Thì cái khéo tác ý còn được gọi là sự hướng tâm đúng. Bây giờ chúng ta muốn hướng tâm đúng đó, thì có hai cách để chúng ta hướng tâm đúng. Nên mỗi lúc mà các vị hành thiền đó, các vị quan sát á, sư thường hướng dẫn cho các vị đó, là trong lúc này chỉ có đối tượng chứ không có con người, không có ai cả. Cái đau sanh khởi chỉ là cái đau thôi, cái đau này không phải của tôi. Cái đó được gọi là chánh tư duy. Còn khi mà chúng ta nghĩ cái đau là của tôi, đầu cái tâm sân chúng ta nó sanh lên và cái tà kiến đó là nó phát triển, thì chúng ta đâu thể nào phát triển được trí tuệ được. Hay là suy nghĩ đến, chúng ta biết rằng chỉ có suy nghĩ thôi, suy nghĩ này cũng phải của tôi. Hay là chúng ta quan sát cái cảm giác buồn vui, chúng ta biết rằng cái buồn vui này cũng phải của tôi, cũng là đối tượng thôi. Tâm tham, tâm sân sanh khởi, chúng ta cũng quan sát, chúng ta biết đây chỉ là tâm tham, cũng là đối tượng thôi, không phải của tôi. Thì cái chánh tư duy này đó, lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta sử dụng. Khi mà chúng ta sử dụng đó, lâu nó quen rồi đó, sau này chúng ta sẽ có cái sự hướng tâm đúng. Bây giờ xin cho các vị một ví dụ. Các Phật tử chúng ta ở thành phố, thì xưa kia thì những cái chuyện mà trộm cắp, giật đồ thì nó ít có xảy ra. Bây giờ chúng ta thấy rằng chúng sanh giờ bất thiện nhiều quá, họ trộm cắp và lừa đảo đủ thứ. Nên khi chúng ta ở thành phố, chúng ta luôn có sự cảnh giác. Chúng ta luôn nghĩ trong đầu, mình đi ra đường mình phải cẩn thận, tại giờ người xấu nhiều. Thì chúng ta phải dùng cái suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ vậy. Nên chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảnh giác nhiều lần đó, nó thành thói quen. Sau này chúng ta đi ra đường rồi, cái tâm chúng ta tự cảnh giác, chúng ta không cần nói trong đầu nữa. Tại cái tâm chúng ta nó xu hướng về cái đó. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập á, lâu lâu chúng ta phải sử dụng chánh tư duy. Chánh tư duy nó có hai loại. Một là chúng ta sử dụng qua tư tưởng tích cực. Rồi sau này đó, cái chánh tư duy thứ hai đó, tức là cái sự hướng tâm đúng. Thì khi cái tâm chúng ta hướng tâm đúng thì tuệ nó mới sanh được. Bởi vậy lâu lâu chúng ta ngồi thiền á, chúng ta cũng nói trong đầu, trong lúc này chỉ có thân ngồi, tâm đang biết thôi, chứ không phải là tôi ngồi, không phải là tâm tôi đang biết. Trong lúc này chỉ có thân ngồi, chứ không phải là tôi ngồi. Trong lúc này chỉ có tâm biết, chứ không phải là tôi biết. Chúng ta sử dụng chánh tư duy. Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải sử dụng vậy. Hay là cái tâm sân mà nó sanh lên dữ dội quá, chúng ta vừa quan sát. Chúng ta vừa quan sát mà chúng ta nói trong đầu, cái tâm sân này không phải của tôi, nó cũng là đối tượng thôi, để mình quan sát học hỏi. Các vị vừa quan sát mà các vị sử dụng thêm chánh tư duy, thì như vậy nó cũng giúp ích cho cái sự tu tập của mình. Chẳng hạn giờ các vị nhìn lên sư, sư là đối tượng, các vị nhìn, các vị nói trong đầu, sư khánh tuệ này cũng là vô thường, giả, sư khánh tuệ này không phải là mình. Thì các vị vừa nhìn lên sư mà các vị vẫn nói trong đầu được, thì như thế nào cũng vậy. Trong lúc mà những cái đối tượng mà sanh khởi đó, thì lâu lâu chúng ta cũng vừa quan sát, chúng ta nói trong đầu,
đây chỉ là đối tượng, hiện tượng thôi, nó không phải là của mình, nó đến nó ra đi thôi. Thì khi đó cái tâm chúng ta chấp nhận, và lâu ngày cái sự hiểu biết nó sẽ phát sinh. Lâu ngày chúng ta không cần nói cái câu đó nữa, mà lâu ngày đó chúng ta tu á, cái tâm chúng ta đã hướng đúng rồi. Khi cái đau sanh khởi, các vị vừa quan sát là bắt đầu cái tâm các vị hướng tới cái đau đó, nó biết rằng cái đau này không phải của mình nữa, thì khi đó cái hỷ lạc nó sẽ phát sinh. Khi một suy nghĩ sanh khởi, các vị vừa quan sát là cái tâm các vị nó hướng đúng rồi, nó hướng về cái lý vô ngã đó, nó hiểu cái suy nghĩ nó không liên quan tới mình, xong cái hỷ lạc nó phát sinh, hay là cái sự bình an nó sẽ phát sinh. Nên tâm chúng ta nó suy nghĩ về cái vấn đề gì thì tâm chúng ta nó sẽ khuynh hướng về vấn đề đó. Thì cái sự hướng tâm nó đâu có qua cái tư tưởng đâu. Chẳng hạn giờ xem ví dụ các vị nghĩ về nhà, thì cái tâm các vị phải hướng về nhà, thì cái hướng đó đó các vị mới suy nghĩ về nhà các vị. Thì cái hướng đó nó không có qua cái suy nghĩ. Thì chúng ta tu tập lâu ngày mà cái chánh tư duy chúng ta đó, chúng ta có sử dụng đó, thì cái tâm chúng ta nó hướng đúng. Khi mà mỗi cái hiện tượng sanh khởi là thứ nhất chúng ta chấp nhận, thứ hai là mỗi hiện tượng đến chúng ta ghi nhận, vừa có chánh niệm mà chúng ta vừa có sự hiểu biết, chúng ta biết rằng cái này không có ai hết, đó là tuệ sanh đó. Nên đây chúng ta tu tập á, chúng ta muốn được như vậy tức là chúng ta phải có thứ nhất là dục như ý túc, thứ hai là cần như ý túc, thứ ba là tâm như ý túc, và thứ tư là thẩm như ý túc. Cái yếu tố thứ tư gọi là thẩm như ý túc, tức là nó thuộc về tuệ đó. Thì ở đây đó, cái phương pháp chúng ta tu ấy, chúng ta nói rồi, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ đó, tức là chúng ta phải hiểu, tức là chúng ta phải biết cách để cho tuệ sanh, chứ không phải là tuệ sanh tự nhiên nó sanh được. Tất cả các pháp sanh khởi đều có nhân và duyên, không có gì tự nhiên cả. Chúng ta muốn cho tuệ chúng ta phát sanh thì chúng ta phải biết cách để phát triển, chúng ta phải khéo léo thì cái tuệ chúng ta mới sanh được. Thì đây cái yếu tố thứ tư đó, tức là giúp cho chúng ta để đạt được cái mục tiêu của chúng ta, tức là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải có sự thẩm sát, phải có trí tuệ, chúng ta biết cái đó nên hay là không nên, và chúng ta phải biết làm cái gì. Trong lúc chúng ta hành thiền cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn kiểm tra, và chúng ta phải dùng trí tuệ chúng ta để chúng ta biết cách điều chỉnh, và chúng ta cũng phải biết cách hướng tâm. Thì trong bốn cái yếu tố này đó, Đức Phật dạy rằng đó, nếu mà chúng ta biết phát triển thì chúng ta sẽ đạt đến cái mục tiêu của chúng ta. Thì bây giờ sư sẽ cho một cái ví dụ để sư nói về rõ về bốn cái ý nghĩa, bốn cái chi pháp này, đó là dục như ý túc, cần như ý túc, và tâm như ý túc, và thẩm như ý túc. Thì Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát á, thì Ngài ngồi dưới cõi cái Bồ Đề đó, trước khi Ngài ngồi đó, Ngài mới phát nguyện, cho dù chỉ còn gân, da và xương, máu Ngài có khô, thịt Ngài, máu Ngài có cạn, thịt Ngài có khô, thì Ngài không có quyết, không có từ bỏ, và Ngài sẽ không rời khỏi cái Bồ Đề này. Và khi đó Đức Bồ Tát Ngài mới siêng năng, Ngài tu tập, và tới đêm cuối và Ngài trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Trong ba canh, cái canh cuối Ngài trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Thì ở đây đó, Ngài sử dụng trong bốn cái yếu tố này để Ngài thành Phật. Cái yếu tố thứ nhất là Ngài nguyện rằng để trở thành vô thượng chánh đẳng giác, tức là cái sự mong muốn của Ngài đã nhiều đời nhiều kiếp, mà Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát, với sự mong muốn tha thiết lý tưởng đó, Ngài muốn trở thành Phật để hóa độ chúng sanh. Nên đây là cái ý chí, cái sự nguyện của Ngài trong quá khứ. Nên Ngài ngồi cái Bồ Đề cũng vậy, Ngài nguyện nếu mà không trở thành vô thượng chánh đẳng giác thì Ngài không có rời khỏi cái Bồ Đề này. Rồi tiếp tục Ngài sử dụng cái yếu tố thứ hai, tức là Ngài siêng năng. Ngài siêng năng, Ngài nguyện rằng cho dù còn gân, da và xương, máu này có cạn, thịt này có khô, thì Ngài không có từ bỏ sự tinh tấn. Ngày nào Ngài chưa trở thành vô thượng chánh đẳng giác thì Ngài không có ngừng nghỉ cái sự siêng năng tu tập của Ngài. Thì như vậy tức là Ngài có sử dụng cái pháp thứ hai, tức là cần như ý túc. Rồi khi mà Ngài ngồi với cõi cái Bồ Đề rồi đó, Ngài tu tập rồi đó, thì những cái tư tưởng mà nghĩ đến cha mẹ hay là vợ con hay bên ngoài, Ngài dẹp bỏ hết. Tâm Ngài không có bị tóe loạn vậy, Ngài chỉ an trú vào
cái đối tượng, tức là thân thọ tâm pháp, Ngài an trú trong đó thôi. Chứ Ngài không để cho những cái ngoại cảnh, những cái tư tưởng phiền não nó tác động đến Ngài. Tức là Ngài có tâm như ý túc, tức là cái ý chí Ngài mạnh mẽ vậy đó. Ngài dám buông bỏ hết mọi thứ, và trong lúc này Ngài không có sợ hãi. Cho dù ma vương xuống, ma vương xuống nhát Ngài, Ngài cũng định tĩnh, không có sợ hãi. Thì cái tâm đó gọi là tâm như ý túc. Tức là Ngài chỉ ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài chỉ an trú vào thân thọ tâm pháp để Ngài quan sát ngũ uẩn. Rồi cái yếu tố thứ tư đó mà Ngài sử dụng, tức là thẩm như ý túc đó, tức trong lúc đó Ngài phải sử dụng trí tuệ để Ngài thấy được cái sự danh và sắc như thế nào, cái sự thay đổi nó như thế nào, sự vô thường như thế nào, khổ như thế nào, sự vô ngã như thế nào. Và Ngài phát triển con đường bát chánh đạo để Ngài đạt đến tứ đạo tứ quả và trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Như vậy tức là Ngài sử dụng về thẩm như ý túc. Thì giờ chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta cũng phải có bốn yếu tố này mới được. Tức là chúng ta phải có dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc, thì chúng ta mới thành công được. Chứ giờ chúng ta tu thiền, chúng ta đến giáo pháp này mà chúng ta thiếu bốn cái yếu tố này đó, thì sẽ nghĩ rằng các vị tu không có tiến triển tốt, các vị cũng không có thể nào phát sanh các tuần tuệ, hay là các vị có thể đạt đến đạo quả mình niết bàn. Nếu chúng ta thành tựu được bốn yếu tố này, chúng ta có bốn yếu tố này đó, thì sư bảo đảm với các vị là các vị sẽ vượt trội, nổi bật hơn những chúng sanh khác. Thì bốn yếu tố này để hỗ trợ cho chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật á, Đức Thế Tôn Ngài thiết pháp ra thì không có nào thừa cả. Ngài thiết không có thừa mà không có thiếu, tức là chúng ta hiểu rồi chúng ta thực hành đó, thì chúng ta thấy cái sự tu tập chúng ta có lợi lạc và có sự tiến bộ. Thì suy nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Có phần phước nào phát sanh xin chia đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương và các chư thiên ngự xung quanh ngôi chùa Viên Tuệ này, xin các ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước báo này mà sống được an lạc trong cảnh giới của mình. Và phần phước này xin chia đến các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành, đây đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.